Dạ, em Phúc xin chào cả nhà đang xem trên kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bãi ạ. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 ạ. Bên em thì chuyên cung cấp hàng Nhật Bãi ạ, như bếp ga, nồi cơm điện ạ, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy rửa bát cả nhà, bếp âm, bếp từ bên em đều có hết. Cô chú anh chị nào muốn sử dụng dòng nào hoặc tham khảo dòng nào thì xin liên hệ vào số điện thoại Zalo của em sẽ test hoặc là tư vấn trực tiếp cho cô chú anh chị ạ. Và ngay bây giờ đây thì em sẽ đi đến giới thiệu cho cô chú anh chị một chiếc bếp ga đang thương hiệu là Heckman ạ. Một chiếc bếp ga full chức năng, hẹn giờ hai bếp và bề mặt thì bằng men ạ. Bề mặt men màu sáng nhé các nhà. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, xuất sắc luôn nhỉ. Đấy, bo chi nữa thì được làm bằng nhôm hợp kim, còn có bít chấm dầu mỡ bắn vào đây ạ, rất là xịn xò nha cả nhà. Tim cảm ứng nhiệt thì hoạt động rất là mượt mà. Đấy, họng bên trong thì rất là sạch sẽ và sáng bóng ạ. Kiềng thì được làm bằng thép không gỉ ạ, chống han chống gỉ cho cả nhà chúng ta. Sau khi sử dụng thì chúng ta nâng lên hạ xuống lau chùi rất là dễ dàng nha cả nhà. Đấy, rất là đẹp ạ. Đây ạ. Đấy, bên trên này là lỗ thông hơi của lò nướng nha cả nhà. Khi mà nướng bên dưới thì lỗ thông hơi sẽ thoát qua đường này để ra ngoài ạ. Bên dưới mỗi chiếc bếp Nhật bên em thì đều được bao bọc bởi một lớp lưới chốc chuột. Cô chú anh chị về sử dụng là rất an tâm nhé cô chú anh chị. Đấy, đây là một chiếc bếp dòng full chức năng. Phím nhấn của bếp nấu bên phím nhấn của lò nướng ạ, cần gạt to nhỏ của lò nướng ạ. Bếp nướng này 2 tầng lửa ạ. Nhiệt độ của lò nướng ạ, tăng cộng giảm trừ nhé cả nhà. Đây là phím nhấn của bếp nấu bên phải ạ, cần gạt của bếp nấu bên phải ạ. Chế độ bát cơm ạ, là biểu tượng bát cơm, và chế độ nấu cơm tự động ạ, chế độ nấu cháo tự động nha cả nhà. Phía giữa của chiếc bếp là khay đựng lò nướng ạ. Lò nướng thì phía trước của lò nướng là một lớp kính nha cả nhà, giúp chúng ta nhìn vào quan sát đồ ăn bên trong ạ. Khay thì gồm có một khay và một vỉ bằng inox ạ. Đây, rất là nặng và rất là mới nha cả nhà. Đấy. Đấy, bên trong này rất còn rất mới ạ. Khay của chiếc bếp này thì không lôi ra được ạ, chỉ lấy được khay bên trên thôi nha cả nhà. Phím nhấn của bếp nấu bên trái ạ, đây phím 3S ạ. Khi mà chúng ta chiên xào rán ở nhiệt độ cao liên tục thì chúng ta nhấn vào phím 3S này thì bếp sẽ tự động tắt cảm biến và chúng ta có thể chiên xào rán ở nhiệt độ cao liên tục mà không sợ bị gián đoạn ạ. Nhiệt độ chiên xào rán thì có thể chọn ở một độ nhiệt độ 160, 180 hoặc là 200 độ C nhé cả nhà. Đấy, đây là đồng hồ, đây là hẹn giờ của hai bếp nấu nha cả nhà, tăng cộng giảm trừ ạ. Đấy, khai lượng pin ạ, mỗi chiếc bếp Nhật thì cũng như em Phúc nói là đều được đánh lữ vào một đôi pin đại ạ. Và đôi pin này có thể dễ dàng mua ở các tiệm tạp hóa xung quanh nhà mình nha cả nhà. Bây giờ thì em Phúc sẽ đi test ngọn lửa của chiếc bếp này cho cả nhà mình cùng theo dõi ạ. Đây là dòng bếp đặc biệt cô chú anh chị ạ. Đấy, bếp chiếc bếp này thì nó có cảm biến đáy nồi ạ. Khi mà chúng ta đặt nồi lên thì bật lửa nó mới cháy ạ. Còn khi mà chúng ta không bếp không có nồi thì bật nó sẽ không cháy nha cả nhà. Đây ạ. Khi bếp có nồi thì bật mới cháy ạ. Đây, bên này không có nồi thì em bật lửa nó sẽ không cháy đây nha cả nhà. Đây ạ. Không bao giờ cháy ạ. Đấy, bên này cháy ạ, lửa rất xanh vậy ạ. Với ngọn lửa này thì chúng ta có thể nấu mà không sợ bị lem cháy đi nồi ạ. Đây ạ, em đặt nồi lên thì bếp sẽ cháy đấy ạ. Đây, ngọn lửa rất là xanh và rất là to ạ. Đấy, cả nhà theo dõi ạ. Cái ngọn lửa này không lem đít nồi, lửa xanh thì là chứng tỏ đốt hết nhiên liệu. Chúng ta có thể tiết kiệm được đến 30% ga so với những chiếc bếp thông thường nhé. Đấy, khi em mới đặt bếp lên thì lửa sẽ rất là lớn ạ. Và bên này thì lửa sẽ nhỏ dần rồi đấy ạ. Và sẽ tắt ở nhiệt độ 250 độ C, cũng là khi nồi hết nước. Tính năng này thì giúp chúng ta không bị cháy nồi, cháy đồ ăn khi mà chúng ta để quên nhé cả nhà. Rất là hiện đại ạ. Và còn tính năng thứ hai của chiếc bếp ga Nhật là tự động khóa ga khi mà có tác động bên ngoài làm tắt ngọn lửa. Ví dụ như nước trào xuống bề mặt làm tắt ngọn lửa, hoặc là rúa lùa làm tắt ngọn lửa nhé cả nhà. Đấy, sẽ không làm dò dỉ ga ra ngoài và tiết kiệm được đến 30% ga. Và không lùa bị cháy nổ ạ, ảnh hưởng tới tính mạng con người cũng như sức khỏe con người nha cả nhà. Đây ạ, bếp bên trái em đã tự động tắt bếp rồi ạ. Đây ạ, bên phải cũng tự động tắt bếp rồi ạ.
Bây giờ thì em sẽ đi test tính năng tự động khóa ga của chiếc bếp này cho cả nhà mình cùng theo dõi ạ. Đây ạ, ga đã được khóa hoàn toàn nhé cả nhà. Cả nhà sử dụng rất là yên tâm ạ. Đấy, rất là yên tâm, bếp em vẫn mở đây ạ. Rất là tiện nha cả nhà. Một chiếc bếp gọi là rất hiếm bên em đó. Khi mà đặt nồi lên thì bếp mới cháy, còn khi mà không có nồi thì bếp sẽ không cháy nha cả nhà. Đấy, dùng rất là thích, rất là sướng ạ. Đấy, cô chú nào muốn mua chiếc bếp này để về sử dụng cho an toàn, an tâm, nhất là mua biếu các bố mẹ, ông bà, cha mẹ và người thân của mình, thì đây là một chiếc bếp, một lựa chọn rất là hoàn hảo đấy ạ. Đấy, rất là đẹp nha cả nhà. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi, trong đó là bên em bao ship toàn quốc ạ, tặng một cặp pin ạ và bảo hành 12 tháng ạ, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho chúng ta ạ. Thế hệ mua hàng bên em thì cô chú anh chị cọc cho em từ 2 đến 500 ạ, để em lấy phí vận chuyển hàng đến cô chú anh chị. Khi mà hàng đến cô chú anh chị thì cô chú anh chị đồng với shipper bên em sẽ được kiểm tra hàng, test hàng ok mới phải nhận hàng và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em ạ. Đấy, cô chú anh chị đang xem trên live thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Phúc ạ. Đấy, em Phúc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và số điện thoại Zalo của em là 0397 697 664 ạ. Cô chú anh chị mua hàng hoặc tham khảo thì cứ xin liên hệ vào số điện thoại này của em nhé cả nhà. Đấy, em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại cả nhà.